Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập thứ 28, cũng là tập kết thúc của Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết tâm linh Cửu Chuyển Huyền Nhân của tác giả Vô Thần. Quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả Vô Thần bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào đoạn kết của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Vừa thức tỉnh, Minh Khánh đã cảm nhận được cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn chưa bằng lúc hắn liên thủ với Diệp Vô Song đánh một trận với Chu Minh. Có điều hiện tại chỉ có một mình hắn làm chủ thân thể này. Minh Khánh hét lên một tiếng như quỷ thần gào thét. Âm thanh phát ra chứa đựng linh lực, khiến cho cả căn phòng khẽ rung lên. Bộ xương họa xà trước mặt lập tức vỡ vụn đi. Hắn gồng mình giật mạnh, từng tiếng kim loại đứt gãy vang lên. Chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi xiềng xích từ chiếc ghế sắt. Minh Khánh đưa hai tay ra phía trước, thoáng vui mừng vì một lần nữa mình được sống, nhưng rất nhanh lại đau lòng vì sự sống ấy đánh đổi bằng tự tâm. Hắn ngước mặt nhìn căn phòng rộng lớn, có vô vàn chiếc bình được đặt vào trong những cái ngăn ẩn trong tường. Căn phòng quá tối để hắn nhìn rõ được có bao nhiêu, nhưng lại nhìn rõ được có rất nhiều oan hồn đang gào thét. Những linh hồn bị giam lại trở thành thức ăn nuôi dưỡng sự trưởng thành của họa xà. Bọn họ trong mắt đầy rẫy oán niệm. Minh Khánh ở thế giới này có thân thể nên không có khả năng như linh hồn khi ở trong tâm trí mình. Nhưng thể lực hiện tại cũng mạnh hơn người, có thể sử dụng kích phát hàn khí. Quan trọng hơn là cổ nguyệt có chút tác dụng. Thông qua cổ nguyệt, Minh Khánh vung mạnh cánh tay, hàn khí phát ra phá vỡ toàn bộ những chiếc bình chứa ở trong phòng, lộ ra những chiếc đầu người. Thứ dịch thủy tanh hôi theo đó mà chảy xuống, mùi hỗn hợp của thi du và dược liệu tỏa ra, thêm cả những luồng âm khí, thi khí bỗng chốc trở nên nồng đậm. Lần lượt từng oan hồn hiện ra, bọn họ xuất hiện chật kín căn phòng, nhưng dù như thế nào cũng không có ai dám tới gần Minh Khánh, vẫn chừa lại một khoảng cách xa hắn. Đôi mắt màu lam của Minh Khánh nhìn tới đâu đều khiến cho bọn họ khiếp sợ. Cho đến khi nhìn thấy Tiểu Nhu, Tiểu Hắc, còn có một cô bé xinh xắn núp sau lưng Tiểu Hắc, ánh mắt Minh Khánh mới dịu xuống một chút. Hắn không thấy Nguyễn Cảnh Tượng có trong này, cũng không thấy A Mộc đâu, nghĩa là họ vẫn còn sống. Ta cho các người hai lựa chọn. Hôm nay là quỷ tiết, các người có thể rời đi, trở thành cô hồn giả quỷ trong thế gian này. Ta không phải pháp sư, sẽ không bắt các người, cũng không làm hại các người. Nhưng trong lòng các người tích tụ oán niệm, tương lai sẽ không thể đầu thai, mà sợ rằng có ngày sẽ hóa thành lệ quỷ, bị các âm giới lẫn dương gian truy sát. Hai là ta giúp các người báo thù, xóa bỏ oán niệm, nhưng sau đó các người phải lập tức đi đầu thai. Nếu kẻ nào bỏ xuống oán niệm rồi vẫn không chịu tiến nhập âm ti, ta lập tức đánh cho hồn phi phách tán. Chúng oan hồn lập tức òa khóc, quỳ lại. Cũng có kẻ quỳ lại xong liền rời đi, nhưng đa phần đều ở lại trong căn phòng. Các người đều đã có sự lựa chọn rồi phải không? Vừa dứt lời, Minh Khánh nâng cổ nguyệt lên. Hắn đọc một đoạn chú ngữ, hàn khí tỏa ra khắp gian phòng. Cho đến khi hắn thu lại linh lực, trên mỗi oan hồn còn lại trong căn phòng đều xuất hiện một ấn ký trăng khuyết. Làm xong, hắn lập tức rời khỏi căn phòng. Vừa mở cửa ra đã gặp ngay cái cầu thang lúc trước. Tuy nhiên hắn không chọn đi lên, mà lại bước ngay xuống phía bên dưới. Vừa bước đến nơi, hắn phát hiện ra có hai bóng người. Bọn chúng đều là người của Tôn Cửu, còn đang nhậu nhẹt bét nhẹ. Nhìn thấy một tên cầm đao, tên còn lại cầm chuông trên tay, ngồi uống rượu say bí tỉ. Lại đưa mắt tới gian phòng cuối cùng của hắn, phòng đó vẫn còn khóa ngoài.
Minh Khánh đoán hiện tại cũng chưa tới giờ tí. Hắn thoát cái chạy tới gần tới đàn. Hai tên hạ nhân của Túy Tinh Lâu lúc này cũng phát hiện ra âm thanh lạ. Quay ra nhìn thì thấy một nam nhân quần áo rách rưới, nhưng đôi mắt lại xanh lè như ma quỷ, khiến cho bọn chúng hết hồn, liền vội vơ lấy vũ khí. Nhưng còn chưa kịp, Minh Khánh đã lao tới. Chỉ trong chớp nhoáng đã bẻ gãy cổ hai tên to xác, khiến chúng chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi kết thúc sinh mạng. Minh Khánh đi tới gần phòng giam, hắn nhìn qua lỗ nhỏ. Không ngờ bên trong lập tức có một bàn tay đâm một mảnh sành ra ngoài. Nếu không phải hắn thân thủ đã khác trước, cú đâm kia chắc chắn đã xuyên thủng mắt hắn rồi. Cảnh tượng là ta. Phải đến khi hắn nói ra, bên trong mới lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Đại ca, Quynh còn sống sao? Minh Khánh nắm lấy chiếc khóa, vận chút linh lực bẻ mạnh khiến cho nó đứt lìa. Hắn mở cửa, lúc này mới nhận ra trong phòng có tới tận 4 người. A Mộc, Cảnh Tượng, còn có hai người lạ mặt. Hai người lạ mặt có lẽ bị Túy Tinh Lâu bắt đi để thế chỗ cho hắn. Nhưng tại sao lại là hai? Lúc này hắn hoảng hốt nhìn trên người A Mộc. Thằng bé co ro một góc, cũng xa hơn ba người còn lại. Trên người phát ra âm khí. Minh Khánh thở dài. Hắn gọi một tiếng khiến cho ba người kia đều rùng mình. Để lại đây, tao mang đệ đi báo thù. A Mộc từ từ tiến lại, nhưng hắn không điểm hóa ấn ký ánh trăng lên trán thằng bé. Nguyễn Cảnh Tượng đã gầy rộc đi trông thấy, liên tục hỏi: A Mộc chết rồi, các ca nói gì vậy? Ta biết, ta đang nói với linh hồn của đệ ấy. Cảnh Tượng bây giờ mới nhận ra Minh Khánh đã khác trước. Bọn chúng đã làm gì đại ca? Sao đại ca thoát ra được? Đệ đừng hỏi, chuyện dài lắm. Giúp tao phóng hỏa đốt đi chỗ này. Tôn cựu, Túy Tinh Lâu, để lại cho ta. Đại ca dám giết người sao? Thoát được rồi thì để ta chém hắn, trả thù cho A Mộc, cho mọi người. Cái tính nông nổi của Nguyễn Cảnh Tượng lại xuất hiện. Hắn lập tức chạy ra bên ngoài, muốn đi tìm đám người Túy Tinh Lâu tính sổ. Nhưng Minh Khánh kéo lại: Đại ca, ta đã nói rồi, Túy Tinh Lâu là chuyện của ta. Chuyện của đệ là sống tốt, tiếp tục tu dưỡng, chờ ngày đánh đuổi giặc mình. A Mộc định lên tiếng, nhưng liền kinh sợ nhận ra bản thân không thể cử động. Hai mắt mở to đầy sợ hãi nhìn Minh Khánh. Minh Khánh nhìn hai người trong phòng, đó là một nam một nữ. Lúc này hắn nhẹ giọng nói: Ta không hại các người, chỉ có một yêu cầu. Chờ đệ đệ ta hồi phục, cùng nó dọn dẹp tàn cục tại nơi này. Nếu nó xảy ra chuyện gì... Minh Khánh nhặt lên chiếc khóa kim loại, một lực bóp nó vỡ vụn trong con mắt kinh sợ của hai người. Xong xuôi quay lại nhìn Nguyễn Cảnh Tượng: Chịu khó ở lại nửa canh giờ, sau này nhất định phải sống tốt, sẽ có ngày gặp lại. Khi đó hy vọng đệ không còn sốc nổi như bây giờ. Minh Khánh vỗ vai Cảnh Tượng, xong liền quay người rời đi, mang theo đám oan hồn phía sau tiến đến lối ra. Tuy nhiên khi mới mở cửa cầu thang, hắn mới nhận ra nơi giam cầm mình đúng là một hang động nằm sâu dưới lòng núi đá. Mà hiện tại phía trước mặt cũng là cánh rừng hoang vu. Đang không biết đi tới phương hướng nào, liền có vài kẻ trong chúng oan hồn nhận ra nơi này. Từ ngày chân hay đốn củi ở đây, không ngờ lại là chỗ này. Hóa ra bao nhiêu người mất tích trước đây đều bị nhốt tại đây. Minh Khánh theo thói quen ngước lên nhìn trời. Hắn lờ mờ thấy được đêm nay có trăng, tuy nhiên hiện tại đang bị mây vân che khuất. Sau khi thông qua đám oan hồn biết được phương hướng trở lại Mộc Hoa Thôn, đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ cuồng phong nổi tới. Từ trong rừng cũng vang lên một âm thanh băng lãnh: Bổn tướng mới rời đi có một chút, bên trong lại xảy ra chuyện gì rồi? Lướt đến là một con tà linh, mặc trên mình khôi giáp,
Nó chính là con tà linh canh gác nơi này. Lần trước đã báo tin cho Tôn Cửu, khiến cho mấy người đào thoát thất bại. Hiện tại nó hiện hình ra là một dũng tướng uy phong như quan vũ, tay cầm trường đao. Minh Khánh thoáng nhiều mày, mà tà linh to giọng, nhưng khi bay tới gần, nhìn thấy một nam nhân đằng đằng sát khí, thì tự nhiên cũng thấy ghê người. Ngươi là ai? Còn chẳng để Minh Khánh trả lời, từng đoàn oan hồn đi ra từ cửa đá, hiện lên ngày một dày đặc. Là những người đã chết suốt gần một năm qua, sơ sơ cũng gần cả ngàn người, khiến cho tà linh ngay lập tức khiếp vía. Các người thoát ra hết rồi sao? Ta nhớ ra ngươi rồi. Ngươi là kẻ đã kề kiếm vào cổ chủ nhật. Minh Khánh vẫn còn hậm hực, vì chính nó báo tin nên mới khiến cho thêm nhiều người phải chết oan. Lúc này mặc dù không nói, nhưng ánh mắt của hắn đủ khiến cho tà linh hiểu hắn muốn gì. Tha cho ta. Tà linh nói rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nó lướt đi rất nhanh, xuyên rừng xuyên cây mà đi. Minh Khánh không có khả năng truy đuổi một con tà linh muốn bỏ chạy, vì dù sao hắn cũng chỉ là người, lại không có huyền thuật trong tay. Cái hắn có hiện tại chỉ là một thân linh lực cùng oán niệm ngập trời. Điều đó không đủ để truy sát tà linh. Tuy nhiên, miệng hắn khẽ nở một nụ cười tà dị. Các ngươi còn chờ gì nữa? Lời vừa dứt, mấy chiếc chuông nhỏ trên cổ nguyệt khẽ rung lên. Từng oan hồn trong hình dạng con người bỗng trào ra lệ khí. Bọn họ đồng dạng hóa ra bộ dạng tử vong, đều là những người trên cổ rỉ ra máu. Lập tức gần ngàn con người gào thét, âm phong nổi lên cuồn cuộn, khiến cả khu rừng như chìm trong địa ngục. Tà linh bỏ chạy không được bao xa thì dâng lên dự cảm không lành, miệng liên tục niệm những chú ngữ kỳ lạ, dồn hết khả năng vốn có để mà thoát thân. Những oan hồn hóa thành lệ quỷ, mang theo oán hận ngập trời, theo hướng con tà linh bỏ chạy mà đuổi theo. Nhiều oan hồn như vậy đuổi giết, tạo nên một trận đồ sát mang rợ. Minh Khánh cũng lập tức đuổi theo. Tốc độ tuy nhanh, nhưng hắn phải vượt qua vật cản. Đuổi mãi cũng đến một khoảng rừng trống, hắn cũng phải nuốt vào một ngụm khí lạnh khi chứng kiến nhiều ma quỷ đang vây kín một con tà linh. Bổn tướng giết hết các ngươi. Tà linh bị vây khốn, vung trường đao chém liên tục, khiến cho không ít oan hồn tay không tất sắc hóa thành tinh phách. Tuy nhiên trận thảm sát này chỉ có một kết cục. Minh Khánh nhìn thấy một núi ma quỷ nhảy tới bao vây lấy tà linh, không tiếc sinh mạng. Trường đao trong tay của tên quỷ tướng rớt xuống, hóa thành sương khói, không ngừng gào trống lên thảm thiết khi bị những cái đầu người bay lượn cắn xé. Bọn họ có thể lập tức giết hắn, nhưng những oan hồn kia muốn khống chế, cắn xé từng chút trên thân hồn tà linh, đến khi nơi đó chỉ còn lại một vũng máu đen cùng một bộ khôi giáp có dán phù lục. Minh Khánh lại gần, đưa chân dẫm nát bộ khôi giáp. Lúc này nó nhận ra dù đám oan hồn này suy yếu, nhưng đông như vậy thì đến tà linh cũng có thể giết dễ dàng. Bèn nâng cổ nguyệt lên đọc một đoạn chú ngữ, đem toàn bộ đám oan hồn thu vào bên trong. Ngoại trừ A Mộc vốn không có ấn ký trăng quyết thì còn có ba người. Tiểu Nhung, Tiểu Hắc, Sảo Yên, ba người không cần theo ta. Nói xong cũng quay lại nhìn A Mộc. Để cũng vậy. Lúc này Tiểu Nhu bước đến bên cạnh A Mộc, còn Tiểu Hắc cũng bẽn lẽn tới trước mặt Minh Khánh, cúi đầu mà nói: Vì đại ca này, ta xin lỗi vì đã ăn trộm sáo của ca. Để chết rồi thì đều bỏ qua đi. Các người buông xuống oán niệm, đi đầu thai đi. Sảo Yến khóc lóc vì nhớ cha, Tiểu Hắc cũng buồn bã vì còn mẹ và em gái. Minh Khánh dù có thương cảm nhưng cũng chẳng thể giúp gì được. Minh Khánh biết chú độ hóa, cái này bị đi theo học lão hồ đi cúng bái ở nhà người ta cũng không có khó gì, liền đọc chú độ hóa cho bọn họ.
Tuy nhiên độ hóa chú này không phải là thần chú ép buộc của pháp sư, mà chính là nếu linh hồn có nguyện ý sẽ nương theo câu chú để tiến tới âm ti. Xảo Yến và Tiểu Hắc nói lời cảm tạ Minh Khánh, sau đó liền theo đoạn thần chú đọc xong mà tiến nhập âm giới. Đến khi Minh Khánh đã nghĩ bốn người bọn họ đi rồi, đến lúc quay lại thì phát hiện ra Tiểu Nhu và A Mộc vẫn còn ở lại. Hắn buồn phiền hỏi: sao con không đi? Tiểu Nhu buồn bực lên tiếng: là A Mộc nói hắn không muốn đi, chứ không phải ta không chịu đi. Ca ca khuyên hắn giùm ta đi. Minh Khánh liền hỏi: để không buông xuống được chấp niệm hay sao? Ta từng nghe tiền bối của ta nói, nếu linh hồn gây ra tội ác mới buông xuống được chấp niệm để đi đầu thai. Xuống âm giới chắc chắn phải chịu phạt. Việc báo thù để cho ta, không tin đại ca sao? A Mộc lắc đầu: ta chết do bị thương, không phải bị chặt đầu. Oán niệm cũng không lớn, không phải là không thể buông, chỉ là ta còn có ước mơ, không muốn cứ vậy mà chết đi. Để còn tâm nguyện gì? Từ nhỏ đệ đã được nghe nhiều chuyện cha kể về Phật Đà. Ông thậm chí còn bỏ gia đình để đi xuất gia, đến bây giờ vẫn chưa thể gặp lại. Đệ cũng vì thế mà tin thế gian này là có thần Phật. Ước mơ từ bé cũng giống như đại ca, được tu đạo, muốn kiểm chứng lời cha từng nói có phải thật hay không. Vậy nếu là thật thì đệ mới có thể tha thứ cho cha vì đã bỏ rơi mẹ con đệ. Còn nếu không, đệ sẽ không thể tha thứ cho mấy. Minh Khánh thoáng rùng mình. Phật Đà, đó là một khái niệm mà hắn đã suýt nữa thì quên đi. Phật trong mắt hắn có lẽ đã mất dần đi lời nguyện kể từ lúc hắn bắt gặp Nguyên Từ, Văn Minh, hai hòa thượng mà hắn từng nghĩ là cứu cánh của mình. Bất giác ngước nhìn lên một lần nữa trên trời cao, nơi ấy chỉ có một ánh trăng vẫn còn bị mây vân che khuất. Trong lòng tự hỏi, Đức Phật, người có thực sự tồn tại hay không? Tại sao lại có thể nhìn ta sinh ra đã chôn vùi mình trong tình cảnh này? Minh Khánh sau đó thở dài. Hắn nhìn A Mộc, Tiểu Nhu, cũng không gượng ép, chỉ bảo hai người cùng bàn bạc quyết định cho kỹ. Một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn chỉ có Tiểu Nhu bước ra nói: đại ca, đưa ta về âm giới, còn A Mộc hắn muốn ở lại. Minh Khánh nhìn A Mộc cúi gằm, cảm giác thương cảm. Có phải thằng bé cũng như hắn, hoài nghi sự tồn tại của Phật? Đây cũng là một loại tâm ma. Cuối cùng sau khi giúp Tiểu Nhu tiến nhập âm giới, Minh Khánh nhìn A Mộc thở dài: xem ra chấp niệm của đệ còn lớn hơn ta nghĩ. Đệ cũng không thể siêu thoát được rồi. Mộc Hoa Thôn, giờ Tí. Ngày trăng tròn là cái ngày cố kỵ của cả thôn suốt một năm nay. Người trong thôn và những thôn làng lân cận đều xuất hiện loại chuyện có người mất tích rất tà dị. Đêm nay lại là quỷ tiết, khiến cho nỗi sợ con quỷ bí ẩn kia càng nhân lên gấp bội. Trời còn chưa tối, thôn dân đã đóng lại cửa nẻo, vì vậy con đường đã trở nên vắng vẻ không có bóng người. Chỉ có tản mạn gió trời thổi những chiếc lá khô tung bay. Trên đường, bất ngờ xuất hiện một thân ảnh nhẹ nhàng bước đi dưới ánh trăng. Minh Khánh vẫn khoác trên người bộ y phục đã rách tả tơi, có chăng trên đầu đội một chiếc nón tre. Hắn đi đến con đường giữa thôn thì dừng lại, chờ đợi. Một lúc sau, khi thấy mây vân vẫn không rời đi, dưới chiếc mũ tre, một màu u tối bỗng hiện lên một đôi mắt màu lam. Đôi mắt nhìn về điểm xa xa của con đường, nơi đó có một tòa tửu lâu vẫn còn sáng đèn. Minh Khánh khẽ thì thào: Tự Tâm, trước khi nhìn thấy ánh bình minh thì đêm nay ta muốn nàng nhìn thấy trời trăng này. Chỉ tiếc là trăng không hiện.
Thôi thì để ta vẽ nó ra trong tâm trí cho nàng nhìn. Hắn chậm rãi cất bước, từng nhịp chân nhanh dần. Phía sau một thằng nhóc gầy gò thở dài rồi lướt đi theo sau. Mỗi một bước chân, bên dưới hàng khí tỏa ra liền khiến cho một mảng xương ngưng tụ lại, tạo thành một vết tích dấu chân lạnh lẽo ướt át. Tại Túy Tinh lâu, lúc này dưới lầu vẫn còn sáng đèn. Tuy rằng cửa nẻo đã đóng, nhưng phía trong vẫn có một bàn rượu thịt quây quần chừng hơn chục người. Trong tiếng họ reo chúc mừng, có kẻ cao hứng nói: Vậy là một năm qua chủ nhân cũng đã hoàn thành việc đề thăng tu vi. Chúng ta cũng không cần phải cực khổ mỗi đêm giả dạng quỷ thần đi bắt người nữa rồi. Ta mong ngóng ngày này lâu lắm rồi đó. Hiện tại ngày mai đã có thể đóng lại hắc điếm rồi, trở về Đại Minh rồi. Có lẽ đám dân đen ngu ngốc vẫn còn tin rằng ngoài kia có quỷ đó. Nào, uống đi. Chúc mừng cho chuỗi ngày khổ cực đã kết thúc. Mặc dù đã có nhiều huynh đệ nằm xuống, nhưng những người còn lại trong chúng ta ngày mai đều sẽ được chủ nhân bàn thưởng. Đám thuộc hạ lại hò nhau chúc rượu. Bọn chúng hoàn toàn tin phía bên ngoài chẳng có ai lai bản. Bởi vì thật sự nếu có thì chỉ có con quỷ mà người trong thôn vẫn đồn đại. Mà con quỷ đó làm gì có thật. Phía trên tầng 2, trong một căn phòng nhỏ, Tông Cửu cũng ngồi ngân nga bên chén rượu nồng. Hắn vừa uống vừa ngắm nghía mấy đồ vật của Minh Khánh, lẩm bẩm: Cái thằng quỷ nhỏ chết tiệt, không biết xuất thân từ môn phái nào. Tại sao lại có nhiều đồ tốt như vậy chứ? Tông Cửu đặc biệt chú ý đến ba vật: viên đá xám, chiếc la bàn và hộp gỗ đựng người giấy. Bằng con mắt nhà nghề, cả tin chắc đây đều là bảo vật. Cũng mới trước đó thôi, khi khám phá ra hộp gỗ đựng người giấy là một tà vật có thể tạo ra tà linh, gã đã vui đến nhường nào. Mặc dù la bàn và viên đá tròn xám lão đều chưa khám phá ra công năng, nhưng được đựng chung một chỗ đều là đồ vật của thiếu niên kia thì chắc nó không thể tầm thường. Dĩ nhiên trong túi đồ của Minh Khánh còn có vài thứ khác, như một cuộn tranh vẽ một đôi tình nhân xinh đẹp như thần tiên, một chiếc khăn tay thêu thùa, một sâu kẹo hồ lô được tạo bằng ngân châm sâu vào hạt cườm và vài vật dụng khác thì gã lại không để mắt. Ba món đồ vật giá trị thu được của Minh Khánh còn có một cây sáo ngọc màu trắng mà lão lấy được từ một thằng nhóc đã chết. Cây sáo bị vỡ, gã cũng không thổi được thành tiếng, nhưng linh tính mách bảo cho gã nó nhất định có điểm quý giá, ít nhất bán đi cũng không hề rẻ. Bây giờ gã đang uống rượu, tranh thủ sắp xếp lại chút hành trang để ngày mai có thể quay về Đại Minh. Hiện tại gã có pháp khí làm từ xương hỏa xà, lại chuẩn bị có thêm một khôi lỗi là quỷ thi hàng thể, thêm mấy tà vật vẫn chưa khám phá ra công năng. Lần này đến quận Giao Chỉ thu hoạch không hề nhỏ, thực lực xem ra tiến thêm một bậc, khi quy hội tông môn nhất định sẽ được bệ trên xem trọng. Bây giờ đặt chén rượu xuống, gã hơi nhíu mày. Đáng ra giờ này tà linh kia phải dẫn theo khôi lỗi của ta trở về rồi mới đúng chứ. Chờ thêm một khoảng thời gian, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Tông Cửu liền đưa ngón tay bấm động, nhắm mắt nhập định. Không bao lâu thì mở mắt ra với vẻ lo lắng. Không ổn. Tại sao ta không cảm nhận được khí tức của con tà linh? Dù vậy, Tông Cửu sau đó cũng chỉ tức giận vì con tà linh này thông thường vẫn ham vui, thi thoảng lại rời chỗ gác đi lượn lờ trêu chọc người dân đi lạc. Cả nới lỏng cho tà linh cũng là vì để lời đồn trong thôn này có quỷ được lan truyền rộng hơn. Lần này làm chậm trễ việc của ta, xem ta trừng phạt người thế nào. Nói rồi, Tông Cửu lại tiếp tục ngắm nghía mấy món bảo vật. Đối với một tà tu không có căn cơ như hắn, ngoại vật là thứ cực kỳ quan trọng. Minh Khánh đi đến gần Túy Tinh lâu, liền dừng lại, quay đầu nhìn A Mộc. Để chờ ta đây. Đại ca phải cẩn thận đó.
Đừng lo, xong việc ta dẫn đi theo cùng, cho đến ngày để bỏ xuống tâm ma của mình mà siêu thoát được. Phải giết chúng thật sao? Đệ từng nghe cha thuyết giảng về đạo Phật, nếu ca giết người thì... Minh Khánh lạnh lùng nhìn thằng nhóc. Đệ có tin hay không? Nếu tin thì tại sao lại yêu cầu ta dẫn đệ theo cùng chứ? Được rồi, nói sao đi. Đại ca của đệ không thể tha thứ cho đám quỷ dữ đội lốt người này được. Nếu giết chúng là ma, ta sẵn sàng nhập ma, trở thành một bóng ma mà mỗi ác nhân như chúng nghe tên đều phải kinh sợ. A Mộc khẽ cúi đầu, Minh Khánh cũng quay đi. Hắn tiếp tục bước về Túy Tinh Lâu. Cũng lúc này, hắn nới lỏng cổ nguyệt, oán niệm cùng âm khí của hàng trăm linh hồn phát tiết ra, mang theo sự thù hận ngập trời mà thét gào. Gió đêm bỗng chốc nổi lên, khiến cho đường xá bấy giờ mù mịt bụi đất, kèm trong đó là tiếng thét ai oán ngập trời. Đôi mắt Minh Khánh sáng rực trong đêm, nhìn qua cực kỳ tà dị. Ẩn trong đó là toàn bộ nỗi đau hắn từng trải qua, đang chờ đợi phát tiết. Những chiếc đèn lồng treo bên ngoài Túy Tinh Lâu bị gió thổi tắt, lung lay rồi rơi xuống. Phía dưới tầng 1, đám môn hạ đang chè chén, bỗng thấy cửa lớn bị gió thổi tung. Một làn hơi lạnh tỏa đến, khiến cho thân mình bọn hắn trung lên bần bật. Đến khi nhìn ra, chỉ thấy một bóng người mờ ảo trong sương đêm đang dần tiến lại. Kèm theo đó là những tiếng la hét rợn người, khiến cho kẻ nào cũng xanh mặt. Mấy tên hải hùng mà đánh rơi chén rượu trong tay. Sau đó là tiếng hét của cả đám lên trong kinh hoàng, kêu là có ma. Bên trên tầng 2, từng tiếng chuông kinh hồn trong phòng của Tôn Cửu bỗng ngân vang, ngân mạnh tới nỗi làm cho gã cũng rợn người. Âm khí mạnh thật, là thứ gì đang đến. Sau đó gã nghe thấy tiếng hét của rất nhiều người. Chuông kinh hồn gã treo trong phòng rung mạnh đến vỡ vụn, khiến cho gã bất giác sợ hãi, lục tìm vũ khí của mình. Còn chưa vơ hết đồ đạc, đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của đám môn hạ phía dưới tầng lầu. Gã xanh mặt tức giận. Mẹ kiếp, lệ quỷ nơi nào dám tới Túy Tinh Lâu của lão tôn càn quấy, xem ta thu phục cười thế nào đây. Tôn Cổ vội vàng chạy xuống tầng dưới, nhưng khi mới bước đến cầu thang, hai mắt gã đã trợn tròn kinh sợ. Chẳng phải lệ quỷ nào đến quấy phá, mà chính là thiếu niên mà gã tin chắc rằng sẽ trở thành quỷ thi của mình. Lúc này đã giết gần hết thuộc hạ của gã, còn đang bóp cổ một tên. Ngươi, làm sao ngươi có thể thoát khỏi hỏa xà cùng với tà linh của ta? Nhất là trong tình trạng đó, làm sao có thể chứ? Tôn Cửu sợ rồi, nhìn khuôn mặt béo tốt hồng hào đã chuyển sang tái nhợt. Minh Khánh còn trừng đôi mắt xanh rờn của mình mà nói, ngữ điệu đầy sát khí. Ta đã từng nói sẽ bắt ngươi đền tội, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Dứt lời, Minh Khánh bẻ gãy cổ tên môn hạ còn sót lại trong sự kinh hoàng của Tôn Cửu. Gã biết thời khắc này có xuống nước cầu hòa là cũng không thể. Lúc này chỉ có nước dốc toàn lực mà đánh, đánh công lại thì mở đường máu mà chạy. Gã hậm hực. Bắt ta đền tội sao? Một tên nhãi ranh như người đủ tuổi để chống lại thiên tài giáo sao? Nếu giết ta thì đại ca của ta sẽ không tha cho ngươi, thiên tài giáo sẽ phanh thây ngươi. Tên họ Bạch đó sao? Kể từ khi ngươi nói cho ta biết mục đích của hắn cứu ta chỉ vì thân thể này, ơn huệ đó đã chẳng còn rồi. Nếu hắn muốn đến, ta cũng không ngại giết thêm một đệ tử thiên tà. Nói hay lắm, để xem bản lĩnh lớn đến đâu mà lớn lối. Đừng tưởng giết đám môn hạ thì nghĩ mình có thể tùy tiện giết ta. Tôn Cửu dứt lời, chỉ thấy gã lập tức là kẻ khai chiến trước, trong người lấy ra mấy viên thuốc màu trắng ném mạnh xuống đất, miệng lầm rầm đọc chú. Tức thì mấy viên thuốc vỡ vụn đi, phát ra một làn khói trắng dày đặc.
chỉ khoảnh khắc đã bao phủ căn phòng. Làn khói kia như một chất độc có thể xâm nhập tâm trí. Minh Khánh không lường được trường hợp này, rất nhanh đã thấy xung quanh mình xuất hiện thêm vài tôn cửu. Thì ra đây là thủ đoạn mà lúc trước hắn dùng với cảnh tượng. Cũng không phải thằng nhóc chém gà không chết, mà là chém không trúng. Minh Khánh không hề lo lắng, bởi vì đôi mắt của hắn vẫn nhận ra tôn cửu thật sự đứng ở đâu. Gã đang quay đầu hướng lên cầu thang. Hắn mỉm cười tà dị, bỏ qua mấy hư ảnh của gã, trực tiếp chạy tới với một tốc độ kinh người, đạp cho gã một cước. Tôn cửu vừa mới chạy đến hành lang lầu 2, liền có một cơn đau ập xuống tấm lưng, khiến cho gã lăn lộn vài vòng, miệng phun ra một vũng máu. Nếu không phải thịt béo da dày thì sợ rằng đã chẳng thể đứng lên. Tôn cửu quay người lại, kinh sợ vì mê hồn đan không làm gì được Minh Khánh. Lúc này mới hoàn toàn tin hắn đã đánh bại họa xà mà làm chủ thân thể mình. Minh Khánh cũng không giết hắn ngay. Hắn nhận ra tôn cửu cũng không mạnh như mình tưởng tượng. Có lẽ trong quá khứ gặp qua những nhân vật cường đại của thần Minh Tông và vài môn phái khác, khiến cho hắn khi mới tới cũng lo lắng sẽ đánh không lại gã. Đến lúc này thì nhẹ nhàng lắc đầu, khiến cho tôn cửu rùng mình. Cổ nguyệt rung lên kịch liệt, tiếng la hét trong đêm kinh người càng làm cho gã hoảng sợ. Minh Khánh đã hứa để những oan hồn này báo thù, hiện tại họ đã không thể chờ được nữa. Hắn thả ra toàn bộ oan hồn, từng người hiện lại bộ dạng tử vong. Nhiều người cầm đầu của mình ve vãn đung đưa, khiến cho tôn cửu khiếp vía mà hét lên: Người giết ta thì mạng của người cũng tận. Minh Khánh hiếp mắt: Còn dọa ta sao? Ta cũng muốn xem thử khi người chết chuyện gì sẽ đến với ta. Tôn cửu sắc mặt biến đổi, biết đối phương là kẻ ngông cuồng không sợ chết, lúc này rút ra trong người 6 cái hình nhân giấy. Vừa nhìn, Minh Khánh đã nhận ra ngay đó là tà linh người giấy của mình. Trước đây bản thân hắn cũng chỉ có thể sử dụng tối đa được 3 con, mà là mỗi lần một con. Hiện tại nhìn ra tôn cửu một lần rút ra 6 lá nhân phù, gã ngậm máu trong miệng mình phun ra, rồi lập tức niệm chú triệu hồi tà linh. 6 tấm hình nhân bốc cháy, thoáng chốc đã hiện ra 6 nhân ảnh mờ nhạt vây quanh gã. Giết hết đám cô hồn giả quỷ này cho ta. Minh Khánh không kịp ngăn cản, đám u linh lướt đi dày đặc tới phía tôn cửu. Nhưng bọn họ thế nào cũng chỉ là linh hồn, cao nhất thì cũng chỉ mới chết được 1 năm. Mà tà linh kia mạnh tới nỗi Diệp Vô Song cũng phải dè chừng. Lúc này 6 con đồng loạt hợp lực, thoáng cái đã thấy vô vàng tinh phách tỏa ra. Hiển nhiên là những oan hồn đang bị tà linh xé rách, cùng với tiếng ai oán vang lên. Mặc dù là vậy thì oán hận của bọn họ khiến cho bản thân cho dù biết hồn phi phách tán vẫn muốn cắn xé linh hồn tôn cửu đến tan nát, nên không tiếc thêm một lần chết nữa để giết gã ta. Mà lần chết này vĩnh viễn không thể luân hồi. Chứng kiến cảnh tượng đó, sát tâm của Minh Khánh lại nổi lên. Hắn không ngờ khi gã giải chết vẫn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lập tức không tiếc thân thể đau đớn mà tận lực dùng hàn khí diễn hóa ra một cây cung băng trong thế giới thực. Hàn khí thoát ra khiến cho thân thể hắn đau đớn tột cùng, nhưng vẫn trong giới hạn có thể chịu đựng. Minh Khánh kéo cung nhằm vào tà linh mà bắn. Hàn khí là linh lực, vì vậy tiễn băng trong tay hắn có khả năng xóa sổ tà linh. Nhưng mỗi mũi tên đều cần một lượng linh lực lớn phát ra. Theo mỗi tiễn phóng đi là một cơn đau nhức trong thân thể trào dâng. Nhìn thấy từng con tà linh tan vỡ, tôn cửu lập tức gắng gượng bỏ chạy trước khi chúng oan hồn có thể lao tới. Gã vẫn còn chưa dùng hết thủ đoạn, lúc này lại phóng ra mấy đạo phù lục dán trên lối đi. Mấy lá phù lục phát ra hồng quang, tạo ra một kết giới ngăn chặn đám oan hồn. Cho đến khi con tà linh cuối cùng tan biến thì kết giới này cũng hình thành. Oan hồn lao như vũ bão, nhưng vừa chạm vào kết giới thì hồn thân liền bốc cháy đau đớn. Bọn họ gào thét trong tức giận, nhìn gã tiếp tục chạy trốn. Minh Khánh lập tức đuổi theo,
nhưng cơn đau khiến cho hắn không thể nhanh như trước được. Hắn tới lúc phá đi kết giới thì Tôn Cửu đã chạy vào trong một căn phòng. Minh Khánh điên cuồng đập cửa. Vừa bước vào thì nhận ra đám oan hồn cũng không thể tiến vào thêm một bước. Rõ ràng Tôn Cửu như cá dậy chết ở trong phòng, nhưng không một oan hồn nào tiến vào được. Đến khi nhìn kỹ thì cười tới đau lòng. Trong phòng này có một bức tượng Phật nhỏ bằng đồng. Tôn Cửu nhìn Minh Khánh cười lên man rợ. Mục đích của người không được đâu. Minh Khánh không ngờ thứ bảo vệ hắn lại là tượng Phật. Tôn Cửu đường cùng nhưng vẫn níu giữ hy vọng sống đến cực đoan. Mặc dù phòng không lớn, nhưng đi vào chỉ có Minh Khánh mà thôi. So với bị đám oan hồn sâu xé thì đơn đấu với thiếu niên trước mặt vẫn tốt hơn nhiều. Một kẻ giết người không ghê tai như ngươi lại cũng có lúc cầu xin sự bảo vệ của Phật môn sao? Tôn Cửu hai mắt long lên sòng sọc, gằn giọng mà nói. Trong thiên tà giáo của ta, môn đồ không thiếu đệ tử Phật môn. Một món pháp khí mà thôi đã tính là cái gì? Nếu ta không chủ quan, không chuẩn bị nghênh địch thì ngươi và đám quan hồn kia đừng hòng chạm vào được một sợi tóc của ta. Hôm nay ai chết còn chưa nói được đâu. Minh Khánh lạnh lùng nhìn Tôn Cửu. Nếu vận mệnh đã muốn tự tay ta giết ngươi thì hôm nay ta cũng không ngại thay họ báo thù. Tôn Cửu cười lạnh. Bây giờ rút trong mình ra 13 cây kim châm. Thủ pháp của gã nhanh như chớp, thoáng cái đã điểm lên mình 12 cây kim. Tại một cây kim cuối cùng, căm hận mà nói với Minh Khánh. Người biết thiên tà giáo của ta giỏi nhất là gì hay không? Chính là khám phá ra tiềm năng của thân thể con người. Hôm nay người bức ta phải dùng đến thủ đoạn này, ta nhất định sẽ xé người ra thành thịt nát mới rửa được mối nhục này. Dứt lời, một cây kim cuối cùng đặt tại ấn đường được gã vỗ mạnh vào bên trong. Thân thể gã đột ngột trở nên biến dị. Thoáng chốc tại đôi mắt hiện ra toàn tia máu, gân xanh nổi lên cùng với những đường cơ bắp. Gã đã to lớn, hiện tại trở nên vạm vỡ kinh người. Tuy nhiên Minh Khánh không sợ, hắn chỉ ghê tởm cái thủ đoạn mà gã làm với bản thân mình. Càng chứng kiến tà pháp của gã ta, Minh Khánh càng có ác cảm với tà giáo này. Bọn chúng nghiên cứu thân thể con người, tìm ra những phương pháp luyện dược, chế tạo tử thi, thậm chí biến mình thành cuồng nhân, rốt cuộc đã hy sinh bao nhiêu mạng người vô tội rồi. Minh Khánh nén lại đau đớn, diễn hóa ra một thanh kiếm băng. Hắn có cảm giác như hàn khí đã muốn đoạt mạng mình rồi. Phần con người bình thường của hắn không thể chịu đựng được loại áp lực vận khí linh này nữa. May mắn là kiếm băng vẫn kịp thành hình, lập tức lao đến vung lên chém Tôn Cửu. Kỳ lạ thay, kiếm băng kia chém lên người gã ta nhưng chỉ để lại một vết thương nhỏ. Dù thế lực hiện tại của Minh Khánh cũng rất kinh người, mà Tôn Cửu lại như không biết đau, vung tay hất văng lưỡi kiếm. Gã điên cuồng lao tới, muốn dùng thân thể vạm vỡ của mình bóp chết Minh Khánh. Từng đường quyền của gã đều phá nát những vật dụng trong phòng. Tiếng đổ vỡ vang lên liên hồi. Bên ngoài còn có tiếng ai oán gào thét của oan hồn. Bọn họ vướng bức tượng Phật nên không thể vào trong, chỉ đành hy vọng vào Minh Khánh có thể thay mình báo thù. Minh Khánh tiếp tục né đòn Tôn Cửu. Thân hình nhỏ hơn nên di chuyển cũng nhanh hơn, liên tiếp gây ra cho gã không ít vết chém. Nhưng mà những vết chém này dường như chẳng khiến Tôn Cửu suy yếu đi chút nào, mà càng ngày sự phẫn nộ của Tôn Cửu ngày một gia tăng. Cho đến khi Minh Khánh né được một quyền, hắn đạp cước bộ nhảy qua đầu Tôn Cửu với ý định giáng xuống thêm một chém từ phía sau. Nhưng lần này gã ta tóm được hắn ở trên không trung, kéo mạnh xuống đập một đầu gối vào bụng hắn. Một đòn khiến cho Minh Khánh lập tức thổ huyết, bị Tôn Cửu ném lăn lóc trên nền nhà. Tôn Cửu còn kịp quay ra cười mang rợ với đám oan hồn, rồi sút một cước vào bụng của Minh Khánh, khiến thân thể hắn lao đến bức tường. Một tiếng va chạm lớn
làm bức tường rung lên, miệng lại trào ra thêm một ngụm máu. Thằng tranh con, muốn giết ta, bắt ta cả đời không thể tăng trưởng được tu vi. Để xem hôm nay ta nghiền ngươi thành thịt nát như thế nào. Gã tiến lại gần, giang một cước muốn bồi vào bụng Minh Khánh, muốn bụng hắn ngay lập tức vỡ nát ra. Nhưng mà một cước này giáng xuống vẫn chưa thể lấy mạng Minh Khánh. Hắn ôm lấy chân của đối phương, chấp nhận cơn đau khủng khiếp, cũng muốn dồn hết sức vào bàn chân của mình, co người lên đá vào hạ bộ Tôn Cửu. Hắn không ngờ vậy mà đòn này lại có tác dụng. Minh Khánh nghe thấy có thịt nát, hai mắt Tôn Cửu trợn trừng, gã hú lên điên dại, loạng choạng ngã về sau, hai tay ôm chặt hạ bộ của mình mà quằn quại. Hai mắt Minh Khánh rực sáng, thì ra đó là điểm yếu của gã ta. Hắn chồm dậy, nếu là hắn trước đây thì chắc chắn bỏ mạng rồi. Nhưng hiện tại việc hợp thể đã tốt hơn trước, dù chưa hoàn mỹ nhưng thể lực đã vượt xa trước kia. Lúc này Minh Khánh nhặt lên kiếm băng, cố gắng từng bước hướng về phía trước. Tôn Cổ vô cùng căm ghét Minh Khánh, cho tới giờ gã cũng chưa từng nghĩ mình lại bị đả thương theo cách này. Gã nghe tiếng kiếm băng lướt trên nền nhà, bất giác bừng tỉnh, nén lại cơn đau mà đứng dậy, quay đầu lại hướng về phía Minh Khánh. Cũng lúc này, một đường kiếm nhắm thẳng vào tim gã mà đâm. Mũi kiếm băng xuyên thấu ngực gã, đem máu huyết của gã chảy ra ngoài. Nhưng nó lại chẳng còn màu đỏ tươi, mà đã là một màu nâu đen. Đến máu trong người của gã cũng trở nên biến thái. Gã cũng không chết, đưa tay lên bóp cổ Minh Khánh, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Hai người ai cũng đau đớn dày vò. Minh Khánh dùng hai tay nắm lấy tay gã, muốn dùng hết sức bình sinh mà gỡ ra. Nhưng Tôn Cửu cũng điên cuồng, tay gã gồng đến gân xanh toàn thân nổi lên, ngay lúc này cũng muốn bóp chết Minh Khánh. Minh Khánh mặt chuyển sang tái nhợt, đôi chân giãy giụa giữa không trung trong tiếng cười của Tôn Cửu. Ta sẽ bóp chết người, bóp người thành thịt nát. Minh Khánh không thở được, ánh mắt của hắn nhìn về phía tượng Phật bằng đồng phía sau, trong tâm thức đi nghĩ: người có đang nhìn thấy hay không? Tại sao kẻ ác lại luôn chiến thắng? Ta thật không cam tâm. Bên tai hắn văng vẳng tiếng cười tàn ác của Tôn Cửu. Minh Khánh một giây liền có ý nghĩ muốn buông xuôi, nhưng rồi hình ảnh tự tâm lại xuất hiện trong đầu, còn có cả bé gái bí ẩn đang khóc trong tâm thức. Điều đó ngay lập tức khiến hắn không thể bỏ cuộc. Những kẻ như Tôn Cửu ngoài kia còn rất nhiều, nếu hôm nay hắn chết ở đây, ai sẽ thay hắn trừng trị bọn chúng? Hắn nghiến răng lên ken két, hai mắt xanh sáng rực lên, một lần nữa bạo phát ra hàn khí. Dù không biết tiếp theo thân thể sẽ phát sinh ra những chuyện gì, dù sao thì kết cục tệ nhất cũng chỉ là chết mà thôi. Người hắn tỏa ra một hơi lạnh như khối băng, hơi lạnh thấu xương xâm nhập vào bàn tay Tôn Cửu, khiến cho gã nới lỏng ra. Ngay lúc này, Minh Khánh lấy lại được hơi thở, hắn hít vào thật sâu rồi phát tiết ra một tiếng thét ai oán. Hắn buông hai tay mình ra, dùng sức nhanh nhất có thể nhắm vào mắt Tôn Cửu, chọc vào đó rút ra hai con mắt. Khi lôi nó ra khỏi hốc mắt của gã ta, cũng kéo ra khỏi đó hai cây kim châm. Bàn tay Minh Khánh bóp chặt, khiến cho toàn bộ tan vỡ, nát bấy đi. Tôn Cửu mất đi ánh sáng, lại mất đi ngân châm, thêm cả đau đớn từ hạ bộ, cùng với những vết thương trước đó do băng kiếm, thể lực của hắn giảm sút thấy rõ, thoáng cái đã trở lại thành một gã béo. Vết thương đồng loạt phát tác, khiến cho gã ngã xuống, đau đớn đến mức chẳng còn hơi sức mà hét lên, nằm gục xuống nền đất mà thôi thớp. Minh Khánh rơi xuống, nhưng vội vàng đứng dậy được. Hắn nhìn bức tượng, hai hàng nước mắt chảy ra. Ta không thể tự bi như người, đây là lựa chọn của ta. Hắn giật một tấm vải trắng trong gian phòng, phủ lên tượng đồng,
rồi mới rút ra băng kiếm trên ngực Tôn Cửu. Đám oan hồn lập tức ùa vào trong, mang theo một không khí quỷ dị đến kinh người. Nhưng không một kẻ nào dám tranh việc giết người với Minh Khánh. Hắn kéo thân thể thôi thớp của Tôn Cửu ra khỏi căn phòng đó. Vô tình, lúc đi ngang qua một căn phòng còn chưa đóng cửa, liền phát hiện ra đống tà vật của mình. Minh Khánh bước vào trong, nhìn thấy vật dụng của mình được cả đêm gom lại đầy đủ thì thoáng thở phào. Lục lội trong hành lý, thay y phục rách nát bằng một bộ y phục màu đen, gom lại hành lý mang theo, rồi kéo thân thể Tôn Cửu đang thôi thớp lên tận nóc của tửu lâu. Hắn cứ ngồi chờ, đám oan hồn như u linh bám theo, nhưng không một ai dám nói gì, cũng không biết hắn muốn làm gì. Minh Khánh lấy ra một cây bút, một tờ giấy gió, thứ thường ngày hắn phụ giúp lão hồ vẽ bùa bằng chu sa, thì hôm nay hắn dùng máu của Tôn Cửu viết ra tội ác của gã, cũng xem như một lời tuyên chiến với dị giáo của gã ta. Ở dòng cuối giấy, hắn đề bút danh bằng bốn chữ: Bóng Mà Thành Hòa. Xong xuôi, hắn lấy ra cây sáo ngọc, ngồi dưới màn đêm nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo bi ai, ma mị vang cả một khung trời. Đây là khúc sáo mà mỗi lần hắn thổi khi còn bé, thường sẽ thổi vào lúc hoàng hôn, khi mà hồ Thanh Thư vẫn luôn ngân vang khúc hát. Mặt trời buông xuống núi, mang theo màu nắng đỏ, phủ xuống làn cỏ xanh, vẽ lên buổi chiều tà. Cỏ màu xanh, trước bầu trời cỏ không xanh. Hoa lau trắng, trong gió đông lạnh như tuyết. Buổi hoàng hôn, mặt trời đỏ buốt giá, đồng cỏ xanh lau nhuộm đỏ khung trời. Khúc sáo cứ ngân vang, không có dấu hiệu dừng lại giữa trời đêm. Khung cảnh tịch mịch đến lạ kỳ, âm u đến khó diễn tả. Cứ như một bóng ma thực sự tồn tại trong màn đêm, đang ngân lên những thanh âm rợn người. Chỉ đến khi trên bầu trời kia mây tan hết, để lộ ra bóng trăng tròn huyền ảo, bây giờ âm khúc mới thực sự dừng lại. Minh Khánh bình tĩnh nhìn lấy ánh trăng, như nhìn một người bạn trong cô độc, bất giác thì thào. Đang nhìn thấy không? Đây là ánh trăng mà ta luôn thấy. Có đẹp không? Tại sao đến bây giờ này ta vẫn chưa giết hắn? Vì ta muốn nàng thấy một mặt trăng khi ta còn chưa hoàn toàn nhập ma. Bây giờ thì nàng thấy rồi đó. Đoạn đường về sau, có lẽ ánh trăng vẫn còn tồn tại như thế, để ngắm nhìn ta thay đổi. Nước mắt hắn bất giác trào ra. Hắn lấy tay lau đi, ngước nhìn mặt trăng kia một lần lại một lần, cuối cùng quay lưng về phía nó, nâng lên băng kiếm, tiến về phía Tôn Cửu. Minh Khánh dựng tên to béo dậy, hai mắt tỏa ra sát khí kinh người, khiến cho cô hồn dạ quỷ xung quanh nhìn hắn nãy giờ cũng phải run sợ. Hắn đặt lưỡi kiếm lên cổ Tôn Cửu, cả dường như cảm nhận được một thứ gì sắc lạnh đang kề lên cổ mình. Bản năng mách bảo khiến cho thân thể héo tàn run rẩy lên, giãy giụa lên, nhưng chỉ vô ích. A Mộc nhìn thấy tất cả, nhưng nó không thể ngăn cản. Cũng biết Minh Khánh hiện tại đã khác lúc ở phòng giam. Hắn bây giờ đã dám giết người. Bất giác kẻ đau lòng mà nói, như muốn Minh Khánh suy nghĩ lại. Người tỉnh giấc giữa thế gian biển mộng, dưới ánh trăng lại nhìn thấy điều gì? Minh Khánh nghe xong, ngước nhìn A Mộc đầy cảm thông. Thằng bé cũng sẽ như hắn, sẽ hoài nghi sự tồn tại của Phật môn. Nhưng cũng không giống hắn, thằng bé có thiện tâm. Minh Khánh khẽ nói: Ta thấy gì sao? Thấy thế gian này mơ hồ, không thấy Phật ngự tại nơi đâu. Ta từng thấy hoa lau trắng, có thể vì màu hoàng hôn mà nhuộm đỏ. Thiện ác cũng chỉ là một góc nhìn của con người.
thế giới này điều gì là chân thật, ta sẽ truy cầu tới cùng. Đây là tâm ma của ta. Dứt lời, lưỡi kiếm trong tay Minh Khánh cắt sâu vào cổ Tôn Cửu. Nó không nhanh cũng không chậm, khiến cho gã đau đớn tột cùng, mang theo sự thống khổ khi từng khắc tiến dần đến cái chết. Cho đến khi đầu gã nằm trên tay Minh Khánh, hắn đá cái xác to béo kia rơi từ nóc của tửu lâu xuống mặt đất, đem tờ giấy ghi lại tội ác bằng máu của gã kẹp chặt trong miệng gã, dùng chỉ đỏ quấn chặt, lại treo đầu gã đung đưa trước hát điểm. Sau đó hắn dùng cổ nguyệt kéo hồn phách của Tôn Cửu ra. Khi hồn thể của gã xuất hiện, hàng trăm con mắt thèm thuồng nhìn vào chằm chằm. Lúc này mới chính là thời khắc khủng khiếp nhất với gã ta. Hai mắt Tôn Cửu lộ ra sự hoảng sợ tột độ. Minh Khánh không thèm ngước nhìn, thứ hắn nhìn chỉ là ánh trăng tròn kia mà thôi. Hắn là của các ngươi. Tiếng gào rú, la hét, âm phong nổi lên điên loạn. U hồn trực tiếp bay tới cắn xé linh hồn Tôn Cửu, làm cho tiếng hét của gã thảm thiết, thống khổ vô cùng. Cho đến khi toàn bộ chỉ còn là tinh phách tan biến, Minh Khánh mới làm phần việc cuối cùng. Hắn lạnh lùng nói: các người trả được thù rồi, tới lúc quay về âm giới đi thôi. Những linh hồn kia bấy giờ mới ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ giết được Tôn Cửu, nhưng nhận ra dường như tồn tại một loại cảm xúc không thỏa mãn với những gì đã xảy ra. Dường như giết là chưa đủ, oán niệm vẫn không thể buông xuống. Đêm nay lại còn là quỷ tiết, âm khí quỷ môn mở ra, quất đại tà niệm trong lòng bọn họ. Vẫn có nhiều linh hồn chấp nhận lời giao kèo với hắn, trực tiếp tự niệm một đạo chú dẫn hồn mà quy hồi âm giới. Nhưng vẫn còn sót lại gần trăm linh hồn không chịu rời đi. Bọn họ ngoái nhìn nhau, cuối cùng bỏ chạy tứ phía. Minh Khánh thở dài, hắn biết rồi cũng có những kẻ lựa chọn như vậy. Giống như lời Diệp Vô Song từng nói, những kẻ có tâm ma rồi, khi đạt được mục đích đều không quay đầu. Minh Khánh thường thấy đã nặng, nhưng hắn hiểu, nếu thả đám u linh này đi, một ngày nào đó bọn chúng sẽ hóa thành lệ quỷ, nhân gian lại thêm một hồi đại họa. Bây giờ hắn một lần nữa khuấy động hàng khí, dẫn linh vào cổ nguyệt. Lần khuấy động này hắn gần như đánh cược rằng mình có thể sống tiếp hay là không. Lập tức cổ nguyệt rung động, phát ra tiếng len keng, thêm cả nguyệt quang xuất hiện, từ đó hóa thành hàng trăm âm binh truy sát đám u linh. Chỉ trong thoáng chốc, bầu trời đã ngập tràn tinh phách, không có một u linh nào chạy thoát. Minh Khánh thu hồi lại âm binh, cũng là thời điểm nội thương trở nên nặng nhất. Hắn tìm đường xuống dưới, lựa chọn đi về phương Bắc. A Mộc lướt đi bên cạnh đồng hành. Thằng bé dù lo lắng lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì. Minh Khánh cứ vậy mà đi, cho đến khi hắn ngã gục giữa một cánh rừng hoang vu. Trước khi mất đi ý thức, trên miệng vẫn thì thào: tình hay không tình. Chỉ trong một ngày, tin tức ở Mộc Hoa Thôn lan rộng ra toàn trấn Thiên Quan. Tội ác của Tôn Cửu được ba người còn sống chứng thực. Lời đồn về bóng ma hành hiệp Trường Nghĩa thanh trừng ác nhân tồn tại, kẻ đó là bóng ma Thanh Hoa. Một trong ba người còn sống sau khi báo lên quan quân Minh Triệu thì liền lập tức rời đi. Nguyễn Cảnh Tượng làm điều này vì không muốn mọi người xem đại ca hắn là ma quỷ, mà muốn mọi người nhớ tới có một thiếu niên đã vì bách tính mà trả giá như thế nào, trở thành một bóng ma trong lời truyền miệng của dân chúng. Trước khi rời trấn Thiên Quan, Cảnh Tượng ngồi yên trên ngựa, ngắm nhìn bình minh mà hồi tưởng lại chuyện trong phòng giam. Hắn khẽ thì thầm: đại ca, mong rằng sẽ có ngày gặp lại.
ta có con đường khác phải đi. Đại Việt vẫn chưa một ngày được yên bình. Tại trấn Thanh Hoa, Đại Vương sau khi trở về cũng tìm được phương thuốc mà bà Lê Thứ căn dặn. Trong một thời khắc chữa trị cho Đầu Đậu, hắn không ngừng oán trách Minh Khánh trời đi mà không chào từ biệt. Hắn tự nhủ: ta mới nghe nói có một người giết không ít ác nhân tại trấn Thiên Quan. Kẻ này khiến ta ngưỡng mộ vô cùng. Minh Khánh à, ta biết đó không phải là người, nhưng ngươi phải học tập hắn, mai này trở thành đạo sĩ. Ngoài trừ hại ma quỷ thì lũ ác nhân cũng tồi tệ không kém. Nhất định phải bảo trọng, chờ ngày quay về uống rượu cùng ta. Tại một vùng đất thuộc Thăng Long Thành, Trần Anh đang tá túc ở nhà một người họ hàng xa. Lúc này nghe được tin tức ở trấn Thiên Quang cũng mừng rỡ. Không ngờ trên đời cũng có người như vậy. Tội ác của bọn ác nhân cũng chẳng khác gì đám xâm lược, giết hay lắm. Một ngày hy vọng có thể gặp được người này, nhất định sẽ mời rượu hắn một trận ra trò. Mà ta cũng có quen hai người bạn nghĩa khí như vậy, không biết hiện giờ họ như thế nào rồi. Tin tức cứ như vậy lan ra xa dần, nhưng lời truyền cũng tam sao thất bản. Cho đến khi tới Đại Minh, đây cũng chỉ là một tin nhỏ nhặt, như một lời đồn không có thật. Tuy nhiên trên một đỉnh núi tuyết, nơi có tòa đại điện hùng vĩ, trong một khuôn viên rộng lớn trồng đầy hoa tươi, có một nam nhân đang mải mê uống rượu. Hắn vừa uống vừa luyện kiếm, có đôi khi lại ngân nga một hai câu thơ. Lúc này đột nhiên có một nữ nhân chạy tới, trên tay vẫn ôm theo mấy bức họa đồ, miệng nở nụ cười xinh đẹp, vẫy tay ra hiệu với hắn. Mì Anh à, không nghiên cứu họa đồ đi, tới kiếm ta làm gì? Ta còn đang luyện kiếm đó. Ta có tin vui lắm nè, Quỳnh có muốn nghe hay không? Đỗ Sang ngưng kiếm, thu nó vào vỏ, hớp một ngụm rượu rồi tiến lại gần. Tin gì? Vui như thế nào? Mỹ Oanh đem chuyện mới nghe được kể lại. Phía bên Thiên Tà Giáo vừa mới ban ra một sát lệnh, truy tìm kẻ mệnh danh là bóng ma Thanh Hoa, bởi vì kẻ này đã giết một giáo đồ quan trọng của Thiên Tà Giáo. Là ai đã chết gì? Là thuộc hạ của Hà Lệ Chi. Đáng giết lắm, ta thích. Đỗ Sang trợn mắt, đụng tới người của Hà Lệ Chi đều sẽ có kết cục không tốt. Mà thuộc hạ của cô ta đâu phải dạng tầm thường. Bạch Cường sao? Đoán sai rồi, là Tôn Cửu á. Cái này làm ác nhiều, ta đã sớm chứng mắt rồi. Nếu không phải sư phụ căn dặn không được gây hấn như người bên đó, ta cũng đã giết hắn lâu rồi. Đỗ Sang chống cằm. Tôn Cửu tuy tu vi không cao, nhưng giết được gã cũng không phải dạng vừa, lại còn dám để lại biệt danh là bóng ma Thanh Hoa. Xem ra số phận người này về sau cũng gian nan. Để Thiên Tà Giáo ban ra sát lệnh, chỉ cầu cho hắn đừng đi lộ hành tung, nếu không chắc chắn chết. Người này dùng hàn khí giết người đó. Đỗ Sang lại ngạc nhiên thêm nữa, giống như không tin được lời nữ nhân nói. Thấy bộ dạng của hắn, Mỹ Oanh cười khúc khích, còn nói thêm: ở hiện trường còn phát hiện ra dấu hiệu của băng kiếm, tuy rằng đã tan rã, nhưng mà không qua mắt được mấy người bên giáo đó. Sao? Kích thích đúng không? Đỗ Sang tim đập mạnh. Hắn luôn tự tin kiếm thuật của mình không có ai sánh bằng. Sử dụng hàn khí, dùng băng kiếm, chỉ nghe thôi đã muốn cùng người đó so tài cao thấp. Chẳng mấy chốc mà thấy rạo rực trong người. Nè, sau này có tin tức gì về người này, bảo cho ta biết chứ. Cái đó còn tùy vào biểu hiện của huynh, ta đi làm việc của mình đây. Đỗ Sang sau đó tiếp tục luyện kiếm, nhưng thế nào cũng không thể tập trung. Tuy nhiên tâm trí bất chợt nhớ tới hình ảnh người thiếu niên đã từng gặp ở trấn Thanh Hoa, miệng lẩm bẩm: bóng ma Thanh Hoa, liệu có phải là hắn? Đồng dạng, Mỹ Oanh khi trở về phòng, trong thoáng chốc nàng cũng không thể tập trung giải những họa hình thu được từ mật thất Trần gia. Hình ảnh thiếu niên mà nàng từng nhìn thấy
ở trấn Thành Hoa lại tái hiện. Liệu có phải là hắn? Tại một sơn trang xa xôi, đây là địa phận của một phân đường Nhật Nguyệt Đường. Lúc này Diệp Vọng đang ngồi ung dung thưởng trà. Khi hắn được người hầu cận là Trần Văn Ba báo cho một tin tức tại trấn Thiên Quang, đôi mắt khẽ nhíu lại, sau đó nói với Trần Văn Ba: "Kẻ này ra tay với người Thiên Tà giáo, tương lai sẽ có kết cục không tốt. Tốt nhất là mấy tên nhỏ nhặt này đừng làm phiền tới ta, cũng hạn chế ra ngoài, lo chuyện tu luyện của ngươi đi. Hiện tại thân phận ta khi chưa vấn an đường chủ thì vẫn chưa chính thức là đệ tử nội môn, đừng mang phiền phức đến cho ta." Cuối cùng, tại một hoang mạc rộng lớn, nơi có một nghĩa trang bạc ngàn không thua kém gì mộ Phong Lâm, cũng tồn tại một tòa thành. Ở bên trong thành, trong một biệt phủ, có một nữ nhân đang điên cuồng tra tấn mấy cái tử thi. Bên cạnh là một người đàn ông từ nước da cho đến y phục đều một màu trắng. Nữ nhân điên cuồng hét lớn: "Kim Thạch, ngươi giờ này đang trốn tại nơi nào?" Vừa hét, nữ nhân lại dùng roi da quất trách mấy cái khối tử thi trước mặt, dường như xem chúng là người sống mà tra tấn, hoặc là đã tra tấn bọn chúng đến chết cũng không chừng. Trời nổi gió, mây vân đen kịch, hạt mưa nặng trĩu rơi, từng hạt xà xuống những thân cây to lớn, tán lá rung rinh va chạm, tạo ra những âm thanh rào rào. Cơn mưa rớt xuống xối xả, nước mưa xuôi theo những chiếc lá rơi xuống tạo thành dòng. Nước chảy xuống cuốn theo bùn đất cỏ khô, cành mục từ trên núi xuôi xuống thấp. Thi thoảng giữa bầu trời đen kịch kia, sấm chớp rền vang, một tia sáng lóe lên cắt ngang bầu trời, âm thanh nổ ra lay động cả một mảng thiên địa. Trên mặt đất âm u, có tia sét lóe lên, làm hiện ra thân hình của một người nằm bất động trong cơn mưa bão. Giữa cánh rừng hoang vu, thân hình một nam nhân mặc đồ đen cứ vậy yên lặng giữa dòng chảy, đôi mắt nhắm lại tựa như người say ngủ. Mặc kệ cho đất trời giông bão, mặc kệ cho sấm chớp rền vang, kệ cho thân thể đã ẩm ướt, lạnh lẽo, nước da cũng trở nên nhợt nhạt, thiếu niên kia vẫn không tỉnh lại. Có đôi lúc, một con ốc sên sẽ xem hắn như một chặng đường phải vượt qua, từ từ chậm rãi bò từng chút ngang qua khuôn mặt của hắn, tới khi nó mất dạng trong khu rừng. Mưa vẫn thế, vẫn vô tình rơi, mà không cần quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Thiếu niên vẫn ngủ, như chưa từng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, nằm bất động như một xác chết. Một ngày, nắng lên chiếu rọi cả khu rừng hoang vu. Mặt đất ẩm ướt bốc hơi, tạo ra những làn khói trắng, cho đến khi cái nóng trở nên thiêu đốt. Lúc này trong khu rừng xuất hiện những tiếng động lạ. Có tiếng cành cây đổ rạp, một cái bóng trắng nhanh toan thoát chạy vọt qua từng ngóc ngách. Phía sau cái bóng trắng là tiếng gầm gừ dữ dội. Cái bóng trắng nhảy vọt vào một bụi rậm. Tới lúc vọt ra, hiện ra là một con cáo nhỏ, toàn thân trắng muốt. Phía sau nó, tiếng gầm ngày một tới gần. Con cáo lao về phía thân thể của thanh niên bất động. Nó nhảy vọt qua, nhưng một khoảnh khắc ngoái lại, tự dưng lại dừng lại chần chừ. Cáo nhỏ lè lưỡi liếm khuôn mặt của thiếu niên kia, sau đó khẽ cắn vào lỗ tai của hắn, kéo mạnh mấy cái, bộ dạng gấp gáp hoảng sợ. Sau cùng con cáo không đợi được nữa, nó quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ mới bước được hai bước, bàn tay thiếu niên đang ngập dưới đất bùn đột ngột bật dậy, tóm lấy thân hình con cáo, khiến cho nó hoảng sợ ré lên, giãy giụa rồi cắn vào tai hắn. Đôi mắt trên khuôn mặt nhem nhuốc mở ra, nhìn thấy ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi. Thiếu niên đó là Minh Khánh, sau nhiều ngày miên man thì cũng đã tỉnh dậy. Cũng vừa mới nhận thức được khung cảnh trước mặt, bàn tay trái liên tục rung lên. Đến khi nhìn sang, cũng phát hiện ra tay mình đang nắm chặt một con cáo nhỏ lông trắng. Minh Khánh gằn giọng mệt mỏi: "Là người mới cắn tay ta sao? Nhỏ gì mà muốn ăn thịt ta sao?
con cáo dãy dụa, đôi mắt trong veo lộ ra sợ hãi. Nó không thể giải thích. Minh Khánh còn chưa kịp định hình, phía sau vang lên một tiếng gầm kinh sợ. Hắn cảm nhận một làn gió thổi đến với tốc độ chóng mặt. Hai mắt trợn trừng toan quay đầu lại, nhưng chỉ mới được nửa chừng, hắn phải lập tức cúi đầu xuống. Liền thấy một bàn chân hổ vọt qua ngang mặt, lông của nó quét qua làn da hắn. Minh Khánh đạp mạnh chân, mang theo con cáo trong tay lộn nhào mấy vòng. Đến khi đứng dậy, đã thấy con hổ vằn to lớn nhè nanh múa vuốt gầm gừ với mình. Theo phản xạ, Minh Khánh đưa bàn tay phải ra, toan vận hàn khí tạo ra một băng kiếm để chém giết hung thú. Nhưng nhận ra chỉ là một cơn đau khiến cho hắn nhíu mày. Cũng nhận ra hiện tại bản thân không phát ra được chút linh lực hàn khí nào. Mắt Minh Khánh nhìn qua con cáo, lại chớp chớp nhìn con hổ trước mặt mà thầm kêu trời. Là do người mang nó tới phải không? Minh Khánh cắn răng với tình cảnh trước mặt, vừa mới tỉnh lại liền rơi ngay vào nghịch cảnh. Tuy nhiên theo đại vương nhiều năm, cũng chưa từng đối đầu với hổ dữ. Minh Khánh biết thể trạng của mình hiện tại bỏ chạy cũng không nổi. Lúc này rút cây sáo ngọc trong tay ra, xoay xoay mấy vòng rồi hướng thẳng vào con hổ, mắt cũng trợn trừng nhìn nó. Con hổ không tấn công, nó gầm gừ rồi đi vòng quanh hắn mấy vòng. Minh Khánh còn nhớ đại vương từng nói, gặp hổ dữ thì đặc biệt không nên hoảng sợ. Nếu lâm vào đường cùng thì tuyệt đối không được bỏ chạy, như vậy sẽ khiến cho nó hứng chí mà đuổi bắt. Mà ngược lại, phải tỏ ra nguy hiểm hơn nó, cho nó thấy mình là một con mồi khó nhằn. Đặc biệt luôn nhìn thẳng vào mắt nó, không được để nó luồn ra sau lưng, bởi vì điều đó sẽ khiến cho nó nghĩ con mồi này không có sơ hở. Nếu vồ trực diện thì cũng nguy hiểm với bản thân nó. Thế nên hắn cứ trừng mắt nhìn con hổ kia, xoay theo nó mấy vòng, trong lòng thầm cầu mong nó không tiến lên thêm một bước. Con hổ đảo quanh một hồi, nó cứ gầm gừ mà không lao vào. Lúc này Minh Khánh mới an tâm hơn. Hắn liền mới đoán ra mục tiêu ban đầu của con hổ không phải là hắn, mà là con cáo. Bởi nếu nó chọn hắn làm mục tiêu ban đầu thì nhất định đã nhảy sổ vào hắn rồi. Còn việc con cáo tại sao bị hổ lùa mà cắn vào tai mình, nhiều khả năng là con cáo muốn đánh thức mình khỏi mối nguy hiểm. Nghĩ vậy, Minh Khánh lập tức đặt cây sáo lên miệng, dùng cây sáo tạo ra một âm thanh lúc cao lúc trầm đe dọa con hổ. Không bao lâu sau, đúng như dự đoán, con hổ gầm lên một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này hắn mới thầm thở phào. Hắn quay người nhìn lại con cáo trắng, chợt nhớ ra trước đây hình như cũng đã từng bắt một con. Tới khi Minh Khánh nhìn thấy mấy vết sẹo trên chân của nó, hắn mới hoảng hốt mà nói: Là ngươi sao? Không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này, lại còn cứu ta một mạng. Minh Khánh từ từ nới lỏng tay, hắn thả con cáo ra, vuốt đầu nó mà nói: Đi đi, ta không giết ngươi. Trước ta cứu ngươi, giờ ngươi cứu ta, xem như chúng ta hòa. Con cáo được thả ra lập tức bỏ chạy, nhưng chỉ được mấy bước lại nghe tiếng hổ gầm ở xa xa. Lúc này bàn chân nhỏ nhắn run rẩy quay lại nhìn Minh Khánh. Hắn bước đi, con cáo cứ lẻo đẻo theo sau chỉ cách một đoạn. Cuối cùng hắn đành thở dài mà nói: Muốn đi theo ta sao? Dĩ nhiên con cáo không đáp lại, nhưng cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa. Hắn liền ngồi xuống đưa tay ra. Cáo nhỏ chần chừ không dám bước tới. Thế vậy Minh Khánh đột ngột xoay người, tiếng hổ gầm lại vang lên một lần nữa. Liền thấy con cáo chạy lại sát cạnh hắn, kẻ cắn y phục của hắn. Nhát gan vậy sao? Nói xong cũng đưa tay ra một lần nữa. Lần này con cáo liền theo tay hắn mà trèo lên vai hắn ngồi. Không ngờ có thể gặp lại ngươi. Ngày đó nó là có duyên, không ngờ lại là có duyên thật. Minh Khánh mang theo cáo nhỏ rời đi.
thỉnh thoảng hái được ít quả rừng thì đều chia cho nó một ít. Chập tối, linh hồn A Mộc mới hiện ra bên cạnh hắn mà đồng hành. Hiện tại Minh Khánh đang muốn hướng về phương Bắc. Thời điểm tỉnh lại, hắn phát hiện ra bản thân không thể phát tiết được hàn khí, nhưng vẫn có thể cảm nhận được linh lực tồn tại trong mình. Có lẽ do hắn vượt quá giới hạn mà thể chất hiện tại có thể chịu đựng, cho nên tạm thời không thể sử dụng được linh lực mà thôi. Mà trước khi có thể tiến đến Đại Minh tu luyện hàn thể, Minh Khánh cũng nhận thấy mình cần có huyền thuật để sử dụng mới có thể tiếp tục trên con đường này. Vì vậy hắn vẫn lựa chọn dựa theo kế hoạch ban đầu, đến Cổ Linh phái bái sư học thuật. Cả con đường này, A Mộc và Cáo Nhỏ đồng hành. Minh Khánh dựa vào rừng núi mà trị thương, vừa sinh tồn. Cho tới một ngày khi nắng lên, vì A Mộc là hồn thể, cho nên ban ngày phải nhập vào cổ nguyệt, tránh đi ánh nắng mặt trời. Còn Cáo Nhỏ thì ngủ ngon trong vòng tay của hắn. Lúc này Minh Khánh đang ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây tại ngã ba của một đường mòn, thì chợt có một thanh niên mặc bộ đồ trắng đi tới, trên tay đeo một chuỗi Phật châu. Người này điềm đạm hỏi đường, bàn tay khẽ chắp lại. Làm phiền thí chủ, cho ta hỏi một chút. Minh Khánh ngẩn người, nhìn thanh niên này trên đầu còn tóc, vậy mà lại xưng hô với hắn như thể là một người xuất gia. Minh Khánh cũng điềm đạm trả lời. Quý đệ muốn hỏi ta chuyện gì? Ta muốn hỏi, lối nào là đường tới Thanh Hoa? Minh Khánh đột nhiên nổi lên tò mò. Người từ đâu đến? Sao lại muốn đến trấn Thanh Hoa? Ta tới từ phương Bắc. Ra vậy. Hình như quân đệ đây là đệ tử Phật môn. Thanh niên kia cũng gật đầu, mỉm cười với hắn. Tại sao lại còn để tóc? Thứ lỗi cho ta tò mò. Chỉ là ta vẫn thấy thầy tu thì phải cầu đâu. Thanh niên hiền hòa đáp. Không giấu gì quên đệ, ta chỉ là đệ tử tục gia. Vì còn vấn vương hồng trần nên vẫn chưa thể chính thức xuất gia. Minh Khánh mỉm cười, lại hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao muốn đến trấn Thanh Hoa? Ta chỉ muốn tới phương Nam, trải nghiệm nhân sinh nơi này mà thôi. Bởi vì ta nghe nói, tại trấn Thanh Hoa mới xảy ra một vụ thanh trừng của triều đình, tạo ra cảnh đổ máu. Chỉ muốn ghé đến đây, siêu độ cho những vong linh tội nghiệp kia mà thôi. Nghe người thanh niên trước mặt nói, Minh Khánh chột dạ lại thấy đau lòng, nhưng không tỏ ra mặt, vẫn bình tĩnh hỏi. Thứ lỗi cho ta nhiều lời, nhưng mà quân đệ đây làm ta thấy người có lòng tốt như Bồ Tát vậy. Siêu độ sao? Siêu độ thì có thể giúp những người đã chết kia sống lại hay không? Siêu độ có thể giải trừ nghiệp lực cho họ, giúp họ buông xuống oán niệm, chúc phúc cho họ, giúp linh hồn của họ thanh thản, nương nhờ cửa Phật để tìm lại an nhiên mà siêu thoát đó. Minh Khánh nở ra một nụ cười trào phúng. Hắn vẫn không nói lời nào tới trấn Thanh Hoa, ngược lại tiếp tục hỏi. Vì sao quân đệ đi tu vậy? Người thanh niên vẫn thản nhiên trả lời. Vì muốn nhìn ra thế gian chân thật, vì muốn tâm ta bình lặng như nước, vì muốn giải thoát bản thân khỏi khổ đau trên thế gian này. Quân đệ thanh cao thật. Được rồi, trả lời ta một câu nữa thôi, ta sẽ chỉ đường cho huynh đệ. Xin cứ hỏi. Minh Khánh nghiêm túc trừng mắt nhìn thanh niên trước mặt. Ngươi tin thế gian này có Phật sao? Thanh niên hình như cũng hiểu ra được điều gì từ ánh mắt của Minh Khánh, nhẹ nhàng trả lời như nước lặng. Tin chính là có, không tin chính là không. Vậy huynh đệ à, vậy huynh có tin thế gian này có Phật hay không? Minh Khánh chỉ mỉm cười lắc đầu, cũng không nói là có hay không. Ta không biết. Trấn Thanh Hoa đi lối này. Nói rồi liền chỉ tay vào một phương hướng.
Người thanh niên kia liền cúi đầu cảm tạ, sau đó bước đi. Nhưng chỉ được mấy bước đã vì lời nói của Minh Khánh mà dừng lại. Huynh đệ à, có thể cho ta biết tên pháp danh của huynh đệ được hay không? Ta tên Kim Thành, pháp danh là Thanh Thủy. Còn huynh, người tên gì? Minh Khánh lưỡng lự một chút rồi cũng nói: Minh Khánh. Một ngày nào đó nếu có cơ hội gặp lại, hãy nói cho ta biết niềm tin lúc đó của huynh đệ còn hay là không. Nếu có ngày gặp lại, ta hy vọng huynh cũng có thể thoát khỏi những sầu khổ hiện tại, tâm mình cũng được an nhiên. Minh Khánh mỉm cười gật đầu, sau đó mang theo cáo nhỏ rời đi. Một người mặc áo đen hướng về phương Bắc, người còn lại mặc áo trắng tiến về phương Nam. Cuộc gặp gỡ chỉ là bất chợt, nhưng lại có thể chút nào xoa dịu được Minh Khánh. Hắn cô độc trải qua núi sông, gió mưa, mang theo một con cáo nhỏ cứ vậy mà đi. Cho đến một ngày, trước mặt hắn là một ngọn núi nhỏ. Hắn nương theo con đường mòn mà lên núi. Đến lúc dừng lại, hắn thấy một tòa đạo quán. Trên tấm biển trước cổng Tam Quan có đề ba chữ: Cổ Linh Sơn. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của tiểu thuyết tâm linh Cửu Chuyển Huyền Nhân của tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.